lô phôi me chua. Rất mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Rồi cây me chua đầu tiên có mã số là 49 ạ. Cây này em thấy đã ra hoa nè cô chú. À, cái hoa của nó rất là đẹp luôn nè. Rồi trong quá trình vận chuyển mà cái hoa với cái chồi non có thể bị dập gãy, mong cô chú thông cảm nha. Rồi em xin đâu hoành ha. Hoành cũ ngay đây là 38. Cũ quấn tròn cho luôn ha cô chú. Hoành thân là 16. Chiều cao là 34. Mã số 49, 450.000 em bao ship ạ. Mấy cây me rất là già cây luôn ạ, trong vườn nó đã ra trái hết nha cô chú. Rồi cây đầu tiên mã số 49, 450 em bao ship ạ. Mã số 50. Cây già phong cao ha, lắc lượng luôn. Cũ em đo ngay đây là 40 ạ. Cây này cũ nó cũng quái ha. Ở dưới đây là 29. Thân nó là 10. Chiều cao là 53. Rồi mã số 50, cây này 350 em bao ship ạ. Mã số 50. Mã số 51. Nhớ chốt đúng mã số em mới gửi đúng cây được nha anh chị. Mấy cái chồi non rất là dễ bị gãy luôn. Trong quá trình em ốp giấy ha, vận chuyển ha, mà có dập gãy một số ít đó, thì mong cô chú thông cảm ạ. Còn em đo ngay đây là 33. Thân là 12. Chiều cao 30. Mã số 51, 250 em bao ship. Cây dáng bay ha cô chú. Mã số 51, 250 em bao ship. Hoành là 33, hoành cũ. Hoành thân là 13. Chiều cao 32. Mã số 52, 300.000 em bao ship. Dòng dưới đây là 43. Củ này có cái cọng gãy này rất là to nè cô chú. Còn cái củ đặc em đo trong đây ha. Trong đây là 30 nè. Thân là 12. Chiều cao là 37. Mã số 53, 300.000 em bao ship. Cái này đẹp ha. Đế mà đế nó nôm cao lên luôn nè. Thân lắc lượn luôn. Rồi củ em đo ngay đây là 29. Thân là 13. Chiều cao là 37. Mã số 54, 350 em bao ship. Cây đẹp cây lắm nha anh chị. Mã số 54, 350.
Hoành cũ 39, thân 12, cao 34, mã số 55, 350. Chiều cao 22, 56, 250 em bao ship. Chiều cao là 30, mã số 57, 350, bao ship. Mã số 57, 350. Này em quay buổi chiều nên lá nó ốp vô ha. Buổi sáng thì nó xè ra rất là đẹp luôn. Quanh cũ là 29, thân là 12, chiều cao 35, 58, 300 ngàn. Hoành dưới đây là 29, chiều cao 30, 59, 350. Chiều cao là 38, mã số 60, 400 ngàn em bao ship. Rồi em xin cảm ơn cô chú anh chị đã xem, mong được sự ủng hộ của cô chú anh chị qua số điện thoại là 0829 160 355. Em xin chào ạ.